Ok, xin chào tất cả các bạn ha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục đến với series học lập trình cơ bản với Blockly các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái bài tập nhỏ ha. Mình sẽ làm một cái bộ cộng 4 bit ha để củng cố cái phần lý thuyết đã học ở hai phần trước ha. Thì trước tiên là mình sẽ vào Google mình gõ bộ cộng 4 bit ha các bạn, thì nó sẽ cho ra mình những cái kết quả hình ảnh như bên dưới này ha. Thì mình sẽ thấy nè. Rồi mình sẽ vào một cái link bất kỳ ha. Rồi mình vào một cái link bất kỳ. Rồi mình vào link cái này thì mình thấy điều gì? Rồi mình kéo xuống ha. Rồi mình sẽ thấy là rồi mình sẽ thấy là cái bộ cộng 4 bit này á là các bạn sẽ thấy là nó là tổng hợp của bốn cái bộ cộng 1 bit ha các bạn. Này giống như trong cái hình này các bạn thấy nè. Đó. Nó một cái bộ cộng 4 bit nó gồm bốn cái bộ cộng 1 bit ha. Và nó được ghép nối tiếp lại với nhau ha các bạn. Thì trách nhiệm của mình là mình sẽ code đi một cái code là mình sẽ làm một cái bộ cộng 1 bit ha. Và sau đó là mình sẽ nối bốn cái bộ cộng 1 bit lại với nhau, thì nó sẽ tạo thành một cái bộ cộng 4 bit ha. Rồi mình sẽ nối bốn cái bộ cộng 1 bit lại và nó sẽ tạo thành một cái bộ cộng 4 bit ha. Đó thì các bạn thấy như trên cái hình này á, là một cái bộ cộng 1 bit thì nó sẽ bao gồm là hai số đầu vào AB ha. Một cái sum là một cái S0 ở đây ha. Đó, một cái sum một cái S0 ở đây. Đó thì các bạn thấy nè. Rồi một cái sum đầu vào ở đây ha, và một cái cờ nhớ ha, một cái cờ nhớ là C0 ở đây ha. Thì C0 á, cái cờ nhớ là gì? Cờ nhớ là khi mà các bạn cộng hai số một bit nó bị chèn số ha, tức là các bạn một cộng một á thì các bạn sẽ cho ra kết quả là không, và các bạn phải nhớ một cái bit nhớ là cờ nhớ là một ha. Rồi đó là một cái bộ cộng 4 bit của mình ha. Vậy là mình sẽ tìm hiểu là trong một cái bộ cộng 1 bit thì nó gồm những gì ha. Thì đây là cái hình của bộ cộng 1 bit nè. Thì các bạn thấy là để thực hiện một cộng 1 bit đó thì nó sẽ là lấy hai cái số AB ha, một bit nó so lại với nhau ha, và cái kết quả này được so lại với cái cờ nhớ mà CIN này đã cho ra một cái tổng S, cho ra một cái tổng S đúng không, là một cái tổng sum nè đúng không. Đó đó, cho ra một cái tổng sum nè. Đó rồi còn còn cái CL, tức là cái cờ nhớ tiếp theo á, thì nó sẽ được tổng hợp bằng cách là nó sẽ dòng hai hướng ha, đó là A and B ha, là nó sẽ and lại nhau. Rồi cái kết quả A so với B nó sẽ được đem and với lại cái cờ nhớ đầu vào là Cin ha, rồi nó lại lấy hai kết quả đó nó lại o lại nhau nữa, thì nó sẽ cho ra một cái cờ nhớ mới, nó gọi là Cout ở đây ha. Thì đây là cái nguyên tắc hoạt động của cái bộ cộng 1 bit ở đây ha. Đó đó rồi rồi ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành code ha. Thì để đỡ mất thời gian thì mình đã có sẵn trước ở đây ha, để đỡ phải mất thời gian mình đã có sẵn trước ở đây. Thì code của mình cơ bản là sẽ gồm có 3 phần ha, là các bạn sẽ thực hiện bộ cộng 1 bit trước ha, mà sẽ thực hiện một cái bộ cộng 1 bit trước. Thì đây là cái code của bộ cộng 1 bit nè. Thì các bạn thấy là cái code này nó sẽ giống hệt như là trong cái hình vẽ phía vừa rồi ha, cái hình vẽ gần tôi gọi là cái thiết kế vừa rồi đó, thiết kế là cái specification gì đấy ha. Đó thì nó sẽ giống hệt, tức là các bạn thấy là nó sẽ có là đầu vào AB ha. Đó bây giờ mình kéo xuống mình xem nè. Đó, mình kéo xuống mình xem nè, bây giờ là nó có đầu vào AB nè, cái code cũng có đầu vào AB nè. Rồi có một cái Cin nè, Cin này nó chính là cái carry trong code của mình đó các bạn ha. Tức là cái name của mình đó. Rồi cái kết quả sum này á là nó chính là cái S ha. Rồi bây giờ mình sẽ chú thích vô luôn ha, mình sẽ chú thích vô luôn cho nó dễ. Rồi cái này là B nè, rồi cái này là A nè, rồi cái này là chính là cái CL nè, cái CL ra ha. Còn cái cờ tính mới, cái cờ tính mới thì nó mình sẽ hiểu là CL ha. Đó rồi mình chú thích luôn cho dễ nhìn nè các bạn. Rồi các bạn thấy không, bây giờ các bạn thấy nè, cái code này nó tuân thủ đúng theo cái thiết kế này ha, tức là cái sum là các bạn thấy là nó lấy A so B, sau đó nó so với lại cái cờ nè đúng không. Rồi cái carry tức là cái CL á thì các bạn thấy là nó chia làm hai nhánh nè, nó chia làm hai nhánh, là một là nhánh là A and với B ha. Rồi cái nhánh kia nó sẽ là nó lấy carry nó and với A so B ha. Đó, rồi xong nó lại o hai này lại nhau. Đấy, là cái code này nó giống như hệt với cái thiết kế không. Đó, thì trên thực tế là khi mà các bạn code này á, các bạn code đó, thì các bạn đều phải thiết kế trước ha. Các bạn phải đưa ra rồi cũng cái thiết kế trước này rồi các bạn mới tiến hành code ha các bạn. Và cái thiết kế này á, là tùy theo mức độ phức tạp của project mà nó sẽ dễ hay khó ha.
Và để mà có được những cái thiết kế này thì nó sẽ dựa vào kinh nghiệm của các bạn ha. Các bạn làm lâu thì các bạn sẽ phải biết là mình sẽ phải thiết kế nó như thế nào ha. Cái đó là dựa vào cái kinh nghiệm ha. Mình sẽ cần phải học hỏi nhiều hơn thì mình sẽ có được cái tư duy thiết kế ha, gọi là cái tư duy luận lý đó, để mình đưa được những cái thiết kế như thế này. Ở đây thì mình chỉ refer theo một cái thiết kế đã có sẵn ha, trên mạng ha đó, và mình lấy ra mình có thôi chứ mình bỏ qua thiết kế ha. Còn thực ra mà nói mà để mà giới thiệu dùng đầy đủ về thiết kế ấy, thì nó chắc hẳn là nó phải có nguyên một cái series ha, để mình nói. Và thật sự là để mà giỏi vào thiết kế thì nó sẽ phải mất nhiều thời gian và dựa vào kinh nghiệm của các bạn ha. Nếu bạn làm nhiều thì các bạn sẽ có kinh nghiệm rồi. Ok, thì bây giờ mình đã thực hiện một cộng một bit rồi. Bây giờ mình sẽ kết nối bốn một cộng một bit này lại thành cái một cộng bốn bit ha. Thì ở đây là mình có một cái code nè, các bạn thấy cái file adder 4 bit nào không? Đó thì chẳng qua là cái file adder 4 bit này là nó connect bốn cái bộ cộng một bit lại với nhau, lại nó tạo thành cái bộ cộng 4 bit mà thôi ha. Đó thì các bạn thấy là ở đây nó gọi bốn cái bộ cộng nè, thấy không? Nó gọi bốn cái bộ cộng adder 1 bit ở đây nè. Và các bạn thấy là cái cỡ nhớ nè, cái cỡ nhớ là cái carry không này á, là nó sẽ được nối với lại cái ngõ rào cin của cái FFA1 hay, giống như trên cái hình các bạn thấy không, là từ cái CL của cái bộ nhớ của cái bộ cộng thứ nhất nó sẽ nối qua cái CL của bộ cộng thứ hai ha, và tương tự vậy ha. Đó thì chẳng qua là cái adder này nó miêu tả lại cái thiết kế này thôi, cái thiết kế trên hình này thôi ha các bạn. Đó. Đó thì các bạn thấy một cái module thì nó cũng có là input nè, output ha. Đó, rồi sau khi mà mình đã connect rồi thì mình sẽ bắt đầu mình tiến hành viết test cho nó, hay mình viết một cái code kiểm thử cho nó. Thì đã mất thời gian thì mình đã viết sẵn cái test pen này rồi ha. Thì cái test pen này trong trường hợp này mình sẽ có bốn cái test case để mình test cho nó. Thì bốn cái case này mình cũng đã định nghĩa, mình đã viết sẵn rồi. Và trong cái test pen này thì mình, các bạn thấy là mình install một cái DUT vào ha, mình gọi một cái DUT giống như trong cái slide trước mình đã giảng ha. Đó thì người ta gọi đó là DUT hay là UUT rồi đó ha. DUT là device under test đó. Thì nó sẽ gọi cái device under test của mình, nó là device under test của mình nó là một cái 104 bit ở đây ha các bạn. Rồi mình chỉ việc gọi vào mình connect wire thôi, và mình giả lập cái đầu vào, những cái vector đầu vào để mình kiểm thử cho nó. Thì ở đây là mình đã tạo ra những cái vector vào như là AB nè, đúng không? Rồi mình đã tạo ra một cái vector đầu vào là carry, mình cho nó bằng không nè, và nó sẽ trả ra cho bạn là một cái kết quả, đó là sum ha, một kết quả đó là sum và cái carry out, còn thấy ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình chạy mô phỏng à. Thì ở đây cái phần mềm mô phỏng mình dùng đó là cái phần mềm mô đồ sim các bạn. Các bạn có thể dùng bất cứ cái phần mềm mô phỏng nào cũng được, các bạn có thể dùng Scilin, các bạn có thể dùng Watot, các bạn có thể dùng Vertitool cũng được ha. Các bạn dùng bất cứ phần mềm nào cũng được ha. Và ở đây thì mình làm mô mô đồ sim ha. Và nếu bạn nào mà có quan tâm với cách cài mô đồ sim như thế nào á, thì các bạn có thể thêm xem cái link ở phía bên dưới, hay mình sẽ để cái link phía bên dưới hướng dẫn các bạn cài đặt ha. Từ đầu đến cuối luôn, cũng rất là đơn giản ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ làm, sau khi mở module sim lên thì nó có một cái giao diện như thế này. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình tạo một cái project mới ha. Mình làm từ đầu, mình tạo một cái project mới đi. Rồi bây giờ nhập file ha, các bạn chọn new và các bạn sẽ chọn là project. Rồi các bạn sẽ tiến hành, các bạn get, các bạn đóng cái project hiện hành lại. Rồi bây giờ ở đây mình sẽ đặt tên cái project ha. Rồi mình sẽ đặt tên cái project. Rồi bây giờ mình đặt là full adder ha. Rồi. Rồi mình đặt là full full adder. Rồi rồi bạn có phần reset location thì chúng mình sẽ chọn đường dẫn ha, mình sẽ chọn đường dẫn tới cái folder mình muốn lưu, thì bạn đổ đường dẫn tới đâu cũng được ha các bạn. Rồi cái default library các bạn đã quật ha, các bạn đừng sửa. Rồi xong mình đóng ok. Rồi tại bước này thì các bạn sẽ chọn là add existing file, là các bạn add những cái file code lúc nãy vào ha. Rồi mình chọn đường dẫn tới, chọn đường dẫn tới những cái file đó. Rồi mình chọn đường dẫn tới những cái file đó ha. Rồi mình add vào, rồi mình đóng ok ha các bạn. Rồi mình đóng close. Rồi rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là mình chạy mô phỏng ha, mình cập cầm bài nó trước ha. Mình sẽ tiến hành mình cầm bài trước, rồi để cầm bài thì mình ấn vào cái nút ở phía trên này ha các bạn. Rồi cái nút cầm bài on đó, rồi mình đóng cầm bài. Rồi thì ok, các bạn thấy là nó cầm bài ok, nó không có lỗi ha. Nếu mà có lỗi thì nó sẽ báo ở phía dưới, thì mình sẽ phải sửa những cái lỗi này, đến khi nào hết lỗi thì thôi ha.
Rồi bây giờ này trường hợp này thì nó combine ok ha. Rồi vậy là mình cháo bước combine xong. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình chạy để mình đâm lên dạng sóng mình coi ha. Các bạn vào library ha, các bạn chọn word ha. Word ha. Rồi ở đây các bạn chọn là test pen adder for big ha. Rồi các bạn chọn cái đó. Rồi. Xong bạn lúc chuột phải chọn simulation without optimization ha. Rồi các bạn chọn cái này. Rồi các bạn đợi một chút nó sẽ mở cái waveform lên cho mình ha. Rồi ok bây giờ nó đã mở cái bay lên cho mình ha. Thì bây giờ mình sẽ add những cái tín hiệu này. Đó, mình sẽ add vào, mình sẽ add vào để mình xem quay ha. Rồi mình add vào. Rồi mình bấm cái nút này để mình thu nhỏ lại cái name signal để nhìn cho nó dễ. Rồi. Ok thì ở đây mình sẽ tiến hành mình chạy với cái time scale là 10 10 nano giây ha. Rồi mình chọn là 10 nano giây. Rồi mình bấm run thôi. Rồi. Rồi bước này các bạn chọn no ha. Để nó không đóng cái waveform của mình lại. Các bạn chọn no. Rồi ok. Rồi thì bây giờ mình sẽ thấy nè. Nó đã mô phỏng ra nhận sóng nha. Thì trước tiên mình sẽ nhìn cái file lock ở phía dưới. Mình sẽ nhìn cái file lock cái phần nó hiển thị ở cái phần transcript ở phía dưới á. Các bạn. Ha. Rồi bây giờ mình trước tiên là mình chọn mấy cái signal là kiểu anh sai cho dễ dễ nhìn ha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ có file lock nè. Rồi file lock bây giờ cái tích cây một á là A bằng không, B bằng không ha. Thì nó sẽ tính ra được tổng nó là B, tổng nó là bằng không ha, và cái carry với cờ nhớ nó cũng không luôn ha. Rồi tích cây một á thì A bằng không, B bằng một thì nó sẽ tính ra kết quả là bằng bằng hai ha các bạn. À xin lỗi các bạn, A bằng một, B bằng một tính ra tổng bằng hai, cờ nhớ bằng không. Tích cây số 3 các bạn thấy là 101 có nghĩa là 5 5 mà các bạn cộng với 1010 có nghĩa là 10, thì các bạn sẽ cho ra kết quả đó là xin lỗi các bạn là đó là 5 cộng với 5 hay đó là kết quả 10 ha. Còn tất cả cuối cùng này thì là tất cả là tất cả chặng số ha các bạn. Các bạn thấy là 10 cộng với 6 ra 16 và nó sẽ cho ra kết quả là 0 và cờ nhớ là 1 ha. Tại sao mà cờ nhớ là 1? Bởi vì là đây là một cái phép cộng nó chỉ 4 bit thôi nhưng mà cái tổng nó ra tới 16. Còn cái 5 bit là thì nó sẽ bị chèn ha, nó bị chèn cái phép cộng này thì nó sẽ ra kết quả bằng 0 và nó sẽ set lên một cái cờ nhớ là 1 ha. Đó. Đó, như vậy là cái code mình đã chạy đúng các bạn, đúng với những cái tách cây mình giả lập ra ha. Rồi bây giờ mình sẽ coi trên waveform nè, thì trên waveform chẳng qua nó cũng giống y hệt như là trong trong cái file lock thôi ha các bạn. Các bạn thấy kết quả nó cũng y chang 0 cộng 0 bằng 0 ha, 1 1 bằng 2, rồi 5 cộng 5 bằng 10 và 10 cộng cho 6 là 16 ha. 16 thì nó sẽ ra kết quả 0 và nó nhớ 1 ha. Đó, thì waveform với lại cái kết quả trên file lock là nó hoàn toàn y hệt nhau ha các bạn. Rồi ok thì qua bài này á, thì đây chỉ là một cái bài tập nhỏ thôi nhưng mà nó đã củng cố lý thuyết ở hai cái phần trước cho các bạn ha. Trước tiên là các bạn thấy cái module adder nè, một cái module vlock thì nó sẽ có input output ha các bạn, input output và cái khai báo nó như trên ha. Rồi khi mà các bạn có theo kiểu assign này thì nó chính là một cái combinational ha, cái kiểu combine national mình đã nói thì trong vlog nó có hai kiểu cơ bản, một là combine national hay là sequential ha. Thì đó là kiểu combine national. Rồi các bạn thấy nè, một cái module lớn có thể gọi đến nhiều cái module nhỏ ha. Các bạn viết một cái module nhỏ thì cái module nhỏ này có được sử dụng ở nhiều nơi ha. Giống như bây giờ mình nói chẳng hạn, bây giờ bạn có một cái file là adder 8 bit chẳng hạn, thì cái adder này nó sẽ add vô 8 lần ha. Đó, mỗi adder sẽ add vô 8 lần, tức là các bạn viết một cái module các bạn xài cho nhiều lần ha. Nó giống như là hàm function trong 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 Python hoặc là task trong C đó ha các bạn. Giống y hệt thì nó không khác gì hết. Chẳng qua là file lớn gọi đến file nhỏ thôi. Rồi cái kinh nghiệm viết test ben thì các bạn sẽ dùng những cái khoảng delay ha, các bạn đừng delay dùng cái dấu thăng 10 nè. Để các bạn tạo cái delay cho nó ha, rất là đơn giản. Đó rất rất là đơn giản, các bạn muốn delay bao nhiêu thì các bạn chỉ cần dấu thăng và các bạn điền thời gian là thôi, thì thời gian mặc định của nó sẽ là nano giây ha các bạn. Đó, thời gian mặc định nếu các bạn không ghi gì hết thì nó sẽ là nano giây ở đây. Đó thì cho đây là cái cách để các bạn tạo test ban ha, viết rất là nhanh ha các bạn. Và các bạn chú ý này là cho các bạn viết test ban này đó, thì cái test ban này nó không có mô phỏng được trên trên bo nha, nó không có CNC được trên bo nha các bạn. Các bạn muốn CNC và các bạn nạp được cái code lên FPGA thì các bạn phải đi từ cái file DUT của mình nè, là cái file adder 4 bit nè. Đó, các bạn phải phải chỉ định nó là cái file top ha. Trong CNC thì nó sẽ có cái một chỉ định cái này file nào là file top, thì các bạn sẽ chỉ định file này là file top và những cái pin mà input output nè như là AB rồi carry in sum carry out nó sẽ được gắn ra chân của FPGA ha các bạn. Rồi
Ok, thì trên đây thì mình đã hướng dẫn một cái bài tập nhỏ nhỏ ha về cái series học lớp cơ bản của mình ha. Thì cái bài tập này tuy nhỏ nhưng mà thật sự là nó đã xuất hiện củng cố rất là nhiều cái phần lý thuyết của mình ha. Rồi thì các bạn có thể làm thử download bài tập này làm thử và nếu thắc mắc gì thì các bạn có thể để lại comment bên dưới ha, mình xin hướng dẫn cho lại các bạn ha. Rồi ok, nếu thấy video này hay hãy cho mình một like, một share, subscribe ha. Cảm ơn các bạn.